Phần đầu đến năm 2025, có 50% cơ sở du lịch nông thôn đạt chuẩn phục vụ khách. Đây là mục tiêu tỉnh Lào Cai đặt ra đối với chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tỉnh ưu tiên phát triển chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn. Phấn đấu có ít nhất 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề, môi trường sinh thái, phát triển du lịch nông thôn gắn với chuyển đổi số, phấn đấu ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa, 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu quảng bá. Phấn đấu mỗi huyện đạt chuẩn nông thôn mới có tiềm năng du lịch, xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp. Về nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, đề án, dự án và kêu gọi xã hội hóa.